Chà, đúng là đôi khi trong thế giới Minecraft này, không việc gì thư giãn bằng việc chúng ta có thể lên một con thuyền và cứ liên tục chèo thuyền trên một dòng sông rộng lớn để mà có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Các bạn ơi, ngày hôm nay cũng như vậy đó, mình đã tạo ra một cái thế giới Minecraft mới nè và không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên đó nha, mình nhìn thấy rằng là cái thế giới Minecraft này có nguyên một cái dòng sông rất rất là bự luôn. Cho nên đó hả, là mình mới quyết định mình làm một con thuyền và sau đó đó nha, mình sẽ lên thuyền và mình cứ liên tục chèo thuyền trên dòng sông này để mình có thể ngắm cảnh và ngắm được tất cả mọi thứ, ngắm được những khu rừng, ngắm trời, ngắm mây và ngắm luôn cả. Hả? Hình như là có một ngôi làng các bạn ơi. Wow, hay ghê luôn đó nha. Trời đất, mình không thể tài nào tin được luôn đó các bạn. Là cái con sông này đó hả, nó có khả năng chảy qua được luôn cả hả một khu rừng. Và điều đặc biệt nhất đó nha, là nó còn chảy luôn cả qua cả một ngôi làng luôn. Hay thiệt sự luôn đó. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ đó hả, để mình sẽ bắt đầu tiến vào bên trong ngôi làng này để coi thử xem đó nha, là liệu á bên trong ngôi làng này có gì đó hay ho hay là không. Và mình cũng có một lời khuyên cho tất cả các bạn nè. Nếu như đó nha, các bạn rảnh rỗi á, hãy thử một ngày nào đó tạo ra một con thuyền và sau đó cứ liên tục chèo thuyền trên những dòng sông, băng ngang qua những khu rừng bạt ngàn, băng qua những ngọn núi thì các bạn đó hả có thể nhìn thấy được những điều cực kỳ kỳ thú và thư giãn trong thế giới Minecraft đó. Thôi được rồi, bây giờ mình không nói nhiều nữa, phải mau chóng tiến vào bên trong ngôi làng này để coi xem các bạn ơi, ngôi làng này là ngôi làng như thế nào và hả? Từ từ. Wait a minute. Các bạn có thấy gì không? Ngôi làng này có một cái bảng thông báo đó các bạn. Và cũng như mình hay nói với các bạn rồi đó, thì những ngôi làng nào đó nha mà có những cái bảng thông báo thì điều đó chứng tỏ đó hả là ngôi làng ấy có chuyện kỳ bí và kỳ lạ đang diễn ra. Được rồi, để mình thử vào và mình đọc thử nào. Trẻ em phụ nữ trong nhà hãy trốn ngay. Đàn ông trưởng thành hãy mau chóng phối hợp với nhau để tìm cho ra được kẻ đó. Hả? Kẻ đó là ai? Mình thực sự không hiểu luôn. Tại sao nha, tự nhiên bên trong ngôi làng này nè, ngày hôm nay đó hả, lại kêu rằng là toàn bộ phụ nữ trẻ em hãy trốn trong nhà, còn đàn ông á hả thì phải phối hợp với nhau để tìm cho ra được kẻ đó. Mà kẻ đó là ai? Mà bây giờ đó thì mình cũng mới để ý được một điều đó nha. Đó chính là hình như trong ngôi làng này nè, mình không hề nghe thấy tiếng của dân làng nào luôn. Vậy là sao nhỉ? Đâu, bây giờ đó hả, để mình thử bắt đầu tiến vào bên trong ngôi làng để coi xem đó nha, là liệu đó hả có chuyện gì đang xảy ra với lại ngôi làng này. Chứ mình thấy đó là càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ. Hả? Từ từ. Mình nghe thấy tiếng khóc. Ơi, nhìn kìa các bạn ạ. À, phía sau lưng của mình có một ai đó đang khóc kìa. Và đây chính là tiếng khóc của phụ nữ. Ủa? Đây là một dân làng phụ nữ nè. Oh my god. Đã bao giờ đó nha các bạn thấy được đó hả một dân làng phụ nữ, một dân làng mang giới tính nữ trong ngôi làng Minecraft chưa? Đây hả là lần đầu tiên mình thấy luôn nè. Chào dân làng phụ nữ nha. Tại sao đó hả cô lại khóc vậy? Dân làng nữ buồn bã, hu 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 hu. Tất cả đàn ông trong làng, ngay cả chồng con tôi cũng đã đi ra ngoài để bắt hắn rồi. Hả? Bắt hắn? Bắt hắn là sao? Dân làng nữ ơi, cô hãy mau chóng nói cho tôi biết thêm đi. Tất cả đàn ông trong nhà phải đi ra ngoài để bắt hắn. Bắt hắn làm sao? Không biết liệu mọi người có an toàn không. Chuyện là trong làng của chúng tôi hôm nay tự dưng lại có một tên dân làng bỗng dưng bị gì đó. Sao người ta xong rồi hắn ta hóa điên và tấn công mọi người. Nên bây giờ mọi người đã ra khỏi làng để tìm cách bắn hắn lại rồi bắt hắn lại rồi. Hả? Vậy là tự nhiên đó nha. Đây đó hả là một ngôi làng bình thường, sống rất là hạnh phúc luôn, mọi người đang êm đềm vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên đó hả có một dân làng bị gì đó và hóa điên hả? Nhưng mà nếu như vậy đó nha thì tại sao tất cả mọi người đó hả ngay từ lúc đầu đi đã biết hắn bị như vậy rồi thì tại sao đó hả các ông dân làng trong ngôi làng này lại không chịu bắt hắn ngay lập tức mà để tới bây giờ đó hả mới chịu bắt là sao hả dân làng nữ ơi? Chúng tôi đã có bắt hắn lại rồi. Nhưng mà hu 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 hu, cậu hãy tự tìm hiểu ở căn nhà phía sau làng đi. Hả? Trời đất ơi. Vậy là chắc chắn đó nha, 100% luôn có chuyện gì đó quá kinh khủng tới cái độ đó hả mà nữ dân làng này mới nói với mình rằng là bây giờ đó hả mình sẽ phải tự đi tìm hiểu. Thôi được rồi, để mình tự đi tìm hiểu vậy. Dân làng nữ nói rằng đó nha là bây giờ đó mình sẽ phải đi xuống cuối làng để coi thử xem đó hả là liệu có chuyện gì xảy ra ở cuối làng nè. Để mình coi thử coi.
căn nhà ở cuối làng. Căn nhà ở cuối làng, căn nhà ở cuối... Ôi! Quầy quát nhìn kìa! Có vệt máu! Và ở đó đó nha, có một ông dân làng. Và ông ta đang... Hình như là... Oh my god! Ông ta chết rồi! Và nếu như đó nha, tất cả các bạn có thể nhìn kỹ thì ở phía sau lưng ngôi nhà này có một cái lỗ hổng. Và có trong đây đó hạ là những cái rào sắt nè. Đầu, để mình thử tìm ha, đường đi vô coi. Hình như đó nha là... Ồ, ngôi nhà này không có đường vô luôn. Mình hiểu rồi đó các bạn hả. Có vẻ như đó nha là ngôi nhà này nè, là tất cả các dân làng đó hả đã bịt kín mọi đường luôn rồi. Để giống như đó nha, đây là một cái nhà tù luôn, để bắt giữ cái tên dân làng mà đã bị gì đó trong ngôi làng này. Nhưng mà đó hả, có vẻ như đó là hắn ta đã hóa điên. Hắn ta hóa điên quá mạnh mẽ. Và hắn ta đã phá luôn cả đá cuội nữa, thấy chưa. Dân làng đập bể đá cuội. Và sau đó giết luôn cả một dân làng canh gác nè. Rồi. Bây giờ nha, để mình thử đi. Mình sẽ thử đi vô bên trong đây coi xem như thế nào. Đúng là đó hả, kiên cố thiệt sự luôn. Các dân làng đó nha, đã dùng rào sắt mà rào sắt lại rồi nè các bạn. Không cho tên dân làng đó đi ra ngoài. Và để mình phá cái rào sắt ra xem như thế nào. Rồi phá coi và mở cửa coi. Đúng là khi đó nha, mình mở cửa ra đó thì toàn bộ mọi hướng á đều bị phong tỏa hết rồi, niêm phong hết rồi nè. Ở đây đó hả, toàn là đất không à, đất với đá mà, thì làm sao đó nha, tên nhân làng nó có thể gọi là hả phá cửa ra ngoài được. Ghê thiệt sự luôn. Vậy mà hắn ta đó hả có đủ khả năng đó nha, phá được đá cuội hả và đi ra ngoài các bạn, ghê thiệt sự. Ơi, từ từ nhìn nè. Ở đây có gì đó nè. Dù cho dưới bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa thì tên dân làng này cũng không được phép tự do. Hắn ta đã hóa điên mấy hôm trước và luôn tấn công tất cả mọi người. Hắn là dân làng level 100 điên rồ khủng khiếp. What? Dân làng level 100 điên rồ khủng khiếp? Đã bao giờ hả các bạn nghe được cái thông tin về dân làng level 100 điên rồ hóa điên chưa? Cái gì vậy? Thật sự đó nha, mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho ông dân làng này luôn. Ông ta bỗng dưng đó hả, phải làm người canh gác cho cái ngôi tù này, cho ngục tù này, và cuối cùng ông ta đã bị giết chết. Thật sự là tội nghiệp. Thôi được rồi, bây giờ đó nha, mình nghĩ rằng đó hả, là mình có ở đây đi chăng nữa thì cũng không biết được gì cả. Bây giờ mình muốn biết thêm á, thì mình sẽ phải đợi tất cả toàn bộ những ông dân làng nam, những người dân làng trưởng thành, những người dân làng đàn ông đi về nhà. Và lúc đó đó hả, mình sẽ hỏi chuyện tiếp. Bây giờ chắc là mình cứ đứng ở trong đây đi. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ chờ các bạn. Đúng rồi đó, chắc là mình sẽ đứng ở chỗ này nè. Và mình sẽ chờ đợi tới khi nào đó nha, mấy ông dân làng nó về á, thì mình sẽ hỏi chuyện tiếp. Mình sẽ phối hợp cùng với các ông dân làng trưởng thành để mà đi đó hả, gọi là bắt lại cái tên dân làng hóa điên nha. Được rồi, bây giờ hãy cùng mình chờ đợi nè các bạn. Let's go. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao mà ở ngoài đây lạnh dữ vậy? Mình lạnh thiệt lạnh luôn đó các bạn, run ngoài nè. Không biết mấy cái ông dân làng trưởng thành kia đó nha hả, đã chịu đi về nhà chưa nữa. Bây giờ mặt trăng lên cao rồi, chắc là 3 giờ sáng rồi. Mình nãy giờ đứng ngoài đây đó nha, vào buổi tối thì hả có sương mù. Rồi sương buổi tối đó các bạn, là mình cảm thấy lạnh quá trời lạnh luôn à. Rồi còn chưa kể nữa, mình sợ lỡ như có zombie, creeper, skeleton rồi mấy con ma quỷ bắt mình một cái đi nha. Là kiểu gì 100% luôn mình cũng sẽ... Hả? Từ từ. Wait a minute. Tại sao mình còn chưa nói hết câu nữa thì bây giờ mình đã nghe thấy được tiếng hét các bạn ạ. Đúng rồi đó, các bạn ơi, các bạn nghe đúng các bạn. Đó chính là tiếng hét đó. Và hình như cái tiếng hét này đó nha, chính là tiếng hét của những người đàn ông trưởng thành nè. Có chuyện gì vậy? Hình như đó nha, tiếng hét đó phát ra từ chỗ này nè. Đã có chuyện gì đó với lại những người đàn ông dân làng đi ra khỏi làng rồi. Trời đất ơi, cái quái đản gì thế. Nhanh lên nào. Ôi, đây là một khu vực núi, trời ơi. Cái thế giới Minecraft này spawn ra cái khu vực gì nhìn kỳ lạ như vậy trời. Và hả? Oh my god. Cái gì đây? Bốn dân làng trưởng thành này các bạn nhìn nè. Bốn người dân làng này chết hết rồi. Một người đó hả thì bị chặt đầu. Hai người bị chặt đầu. Một người đó nha thì bị đâm lòi mất một con mắt luôn. Còn người này đó hả thì bị róc da, róc thịt, róc xương luôn. Thôi chết rồi, đây là một vụ án mạng bốn người. Vậy hay có khi nào đó nha, là cái tên dân làng hóa điên, cái tên dân làng khủng khiếp kia, Hắn ta chính là người đã giết chết bốn dân làng này không các bạn? Mình nghĩ là như vậy đó. Và nếu như bây giờ đó nha, chúng ta nhìn kìa, hãy nhìn xa xa về phía đằng kia các bạn, hẳn thấy được không? Đó chính là vệt máu đó các bạn. Vậy rất có thể đó nha, là bốn dân làng này đã cố gắng bỏ chạy khỏi hắn ta.
Và đó hả, đã để mà đi về làng rồi, báo cáo lại tất cả mọi người đó nha, hãy về làng ngay lập tức đi. Nhưng mà không kịp nữa rồi, đã bị giết chết hết rồi. Được, bây giờ để mình nghĩ rằng là mình sẽ hả bắt đầu thử đi coi thử xem đó nha, là cái tên dân làng hóa điên giết người nó như thế nào. Các bạn thấy rồi đó, có vẻ như đó nha, là hả các dân làng này nè đã nhảy vào khu vực này, cho nên là để gọi là rửa máu đó các bạn. Rồi, mình đi thôi. Phải băng một cái hang nè. Ở đây có một cái hang nè các bạn. Mình đi qua coi thử xem như thế nào. Đi qua cái hang thôi. Và trời đất ơi, vệt máu nhiều quá đi à. Thôi, nhìn những bông hoa màu đỏ đó nha, mà mình cũng tưởng rằng đó hả, đây chỉ là những vệt máu không đó. Sợ hãi thiệt sự luôn à. Và cứ coi, oh my god, cái gì kia? Các bạn nhìn rõ không vậy, nhìn kìa. Ở đó có một tên dân làng. Nhưng mà tại sao đằng sau lưng của hắn ta có một con mắt vậy? Và giống như đó nha, là con mắt này đó hả, có thể nhìn rõ được tất cả mọi thứ. Và những cái mạch máu trên đầu của hắn ta đó nha, đang hướng về con mắt đó đó. Cái gì ghê gớm vậy trời. Ôi, hắn ta thấy mình rồi. Ôi, mà hắn ta kìa các bạn. Ôi, hắn ta ghê quá vậy. Ôi trời, hắn ta chạy. Hắn ta chạy các bạn ơi. Trời ơi, cứu bạn tôi. Hắn ta mạnh quá các bạn ơi. À, bạn đã chết. KSD bị giết bởi dân làng hóa quỷ điên loạn. Cái what the hell gì vậy? Ây da, các bạn có thấy không, rõ ràng đó nha là hắn ta không hề nhìn thấy mình nha. Vậy mà khi đó hả, hắn ta hả có mắt phía sau lưng á, nên hắn ta biết được mình đang có đâu, và hắn ta lập tức tấn công mình liền luôn. Bảo sao toàn bộ tất cả các dân làng đều không có khả năng gọi là hả chống trả lại hắn ta. Rồi vậy thì bây giờ mình đi hướng này đi, đi hướng này mình sẽ quấn lén hắn ta. Nè bạn thấy không, nè đây là cái đầu quán ta nè, đưa mình quấn lén hắn ta nha. Rồi chết đi, trời ơi chết đi tên kia, trời ơi trời ơi, ôi chạy lẹ quá, oh my god, holy crap, chạy lên cái đi ơi, cái đi chạy lên cái đi đây, ôi mày ôi trời ơi, nó giết mình luôn kìa, trời đất ơi, mình tưởng là nó nhanh là mình nhảy xuống được cái nước đó là mình sống rồi mà không nha, hắn nó chạy theo mình luôn. Bây giờ mình làm sao bây giờ? Như hắn ta còn đây nè. Và bây giờ nha, mình nghĩ rằng là hả, mình phải làm mọi cách để ngăn hắn ta vào bên trong ngôi làng này, không là hắn ta chỉ giết tất cả mọi người đó. Không được. Rồi, để mình chèn cây. Rồi, ok, tôi đang thiên kia lại. Ha, ta đang trên đây cao quá, mi không làm gì được đúng không? Rồi, chết đi nè. Tên dân làng hóa quỷ điên cuồng kia, mi phải chết. Mình phải chết đi, nhìn kìa, trời đất ơi, lưỡi hắn ta dài thọt lò luôn các bạn ạ. Không có mũi luôn chứ, lưỡi tao. Ôi, trời. Ôi, cứu em anh ơi. Ai, hắn ta mạnh quá vậy. Mà các bạn thấy ghê không? Hắn ta á nha, lưỡi hắn ta dài như là mấy con ma lưỡi dài á, nhìn sợ quá đi à. Rồi, để mình. Ok. Quấn ta đi lên cây. Ôi, trời ơi, ta đi vậy? Ta vừa làm gì vậy các bạn? Trời đất ơi. Ok, hắn ta bị kẹt rồi. Ôi, hắn ta chạy nó kìa. Ui, bây giờ mình sẽ phải dùng tất cả mọi cách các bạn ơi, dùng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu. Chạy lẹ lên chết đi. Mình đang bị giết luôn nè. Ôi, trời ơi. Ok. Hay quá, hắn ta té rồi. té chưa tên kia, tên ác quỷ kìa, té chết đi. Ôi nhìn hắn ta sổ à, hắn ta lủng lỗ đó kìa, hắn ta lủng người lủng bụng kìa, chết đi kìa, ác quỷ chết đi. Ôi nhìn sợ quá, chết đi. Ôi chết đi mà, làm ơn chết đi, đừng sống nữa, làm ơn luôn quá, tôi xin anh các bạn ơi, ta mạnh quá à, mình phải làm sao bây giờ? Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm cách khác thôi, mình sử dụng hắn ta đi. Hắn ta đâu rồi? Ok, hắn ấy mình chưa, cái đầu hắn ta nữa kìa. Này nào tên kia, tên ác quỷ kia, chết đi nè. Ôi, hắn ta lại ở đây đúng không? Rồi, nhanh lên, chồng lên. Ok, được rồi đó. Rồi, vào đây, vào đây với ta nè. Chết ngươi chưa? Ngươi sẽ phải chết nè. Ok các bạn ơi, cái con gái đã gì thế? Hắn ta chạy đó. Oh my god, quái vật hả? Khủng long hả? Siêu nhân hả? Ok, may mắn quá. Cuối cùng mình thành công trong việc giật cái mình đúng các bạn hả? May quá, cuối cùng đó nha, mình mới thành công rồi trong việc tôi gì được hắn ta. Nhưng mà trời đất ơi, một cuộc chiến cực kỳ kinh khủng kinh dị luôn á, và mình phải tốn rất là nhiều công sức mới giết được hắn ta đó các bạn. Mà bây giờ đó hả, trời đất ơi, tội nghiệp bốn nhân làng này ghê, cả bốn nhân làng này đã chết rồi. Thực sự tội nghiệp quá. Thôi chắc là bây giờ đó nha, mình sẽ phải về làng đó các bạn. Và mình sẽ nói chuyện với lại cái dân làng phụ nữ kia, và nhờ cô ta đó nha lo việc an táng cho tất cả các dân làng này. Dù gì đó hả, là những dân làng này cũng đã anh dũng hy sinh rồi, đó cũng là điều đáng quý đáng mừng. Thật sự là quá tội nghiệp.
Rồi thôi, thì thật là may mắn quá đi, cuối cùng nó thành công rồi. Tuy nhiên đó nha, ngày hôm nay đó hả, các dân làng cũng đã phải chết đó các bạn. Thực sự là buồn bã quá đi mà, bây giờ phải lo việc an táng mà thôi. Thật sự quá là buồn rầu các bạn ạ. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà ở bên trong một ngôi làng bình thường rất có thể sẽ có một mầm mống làm cho dân làng trở nên hóa điên. Và nếu như tên dân làng này không thể nào bị bắt lại thì hắn ta sẽ sát sinh và giết tất cả mọi người. Các bạn thấy rồi đó, hắn ta có ba con mắt, một con mắt ở phía sau để có thể nhìn tất cả mọi thứ, và miệng của hắn ta rộng ơi là rộng, lưỡi dài ơi là dài để có thể ăn đầu và giết chết hết toàn bộ tất cả các dân làng. Vì vậy các bạn ơi, nếu như một ngày nào đó các bạn tới một ngôi làng và thấy được ngôi làng đó có một dân làng hóa điên thì đừng ngần ngại mà giúp đỡ dân làng ấy nhé. Cho dù có khó khăn tới thế nào như thế nữa thì cũng hãy giúp đỡ ngôi làng đó để mà bảo vệ ngôi làng, bảo vệ sự an toàn an nguy cho tất cả mọi người. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. I'm falling.